Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 78, ngày 15, Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm, Kinh Thánh Các Vua Nhất đoạn 14, câu 1 đến câu 20. Câu ghi nhớ: Các Vua Nhất đoạn 14 câu 15. Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, trút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và làm tản lạc họ phía bên kia sông cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Các Vua Nhất đoạn 14 câu 1 đến câu 20. Kinh Thánh Cựu Ước trang 330. Đoạn 14 câu 1 cho đến câu 20. Trong lúc đó, Abija con trai của Jeroboam đau. Jeroboam nói với vợ mình rằng: Ta xin ngươi hãy trỗi dậy, giả dạng khác đi, cho người ta không biết ngươi là vợ ta. Ngươi hãy đi đến Silo, tại đó có tiên tri Ahija, là đấng đã nói trước về ta rằng ta sẽ làm vua của dân sự này. Ngươi phải lấy đem theo 10 ổ bánh, những bánh ngọt và một bình mật ong. Rồi hãy đi đến người, người sẽ nói cho ngươi điều phải xảy đến cho con trẻ. Vợ Jeroboam làm theo vậy, đứng dậy đi đến Silo và tới nhà Ahija. Vả Ahija không thấy được bởi vì tuổi già làm cho mắt người mù lòa. Nhưng Đức Giê-hô-va phán với người rằng: Kìa, vợ của Jeroboam đến cầu hỏi ngươi về con trai nó đương đau. Ngươi sẽ đáp lời cùng nó thế này thế này. Khi đến, nàng sẽ giả dạng làm một người khác. Khi nàng bước qua ngạch cửa cái, Ahija nghe tiếng bước người thì nói rằng: Hỏi vợ vua Jeroboam hãy vào. Cớ sao ngươi giả làm người khác? Ta chịu sai báo cho ngươi một tin dữ. Hãy đi tâu với Jeroboam: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta đã cất ngươi lên từ giữa dân sự, lập ngươi làm vua trên dân Israel ta. Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà David mà trao cho ngươi. Nhưng ngươi không bắt chước David, kẻ tôi tớ ta, là người gìn giữ các điều răn ta, hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta. Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiền bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc đặng chọc giận ta, và đã chối bỏ ta. Bởi cớ đó, ta sẽ giáng tai họa trên nhà Jeroboam, các nam đinh của nó, bất luận kẻ nô lệ hay là người tự do, ta sẽ diệt hết khỏi trong Israel và quét sạch nhà nó như người ta quét phân, cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người của nhà Jeroboam chết tại trong thành đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Thế thì hãy đứng dậy trở về nhà ngươi, vừa khi ngươi đặt chân vào thành thì con ngươi sẽ chết. Cả Israel sẽ than khóc và chôn nó. Trong nhà Jeroboam chỉ một mình nó sẽ được chôn nơi mồ mả, vì trong gia quyến Jeroboam chỉ thấy nơi nó có chút lòng tốt đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một vua trên Israel, người sẽ diệt hết nhà Jeroboam. Mà sao? Việc đã xảy đến rồi. Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, trút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và làm tản lạc họ phía bên kia sông cái,
bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Vì cớ tội Jeroboam đã phạm, tức tội khiến cho dân Israel can phạm, nên Đức Giê-hô-va sẽ phó Israel vào tay thù nghịch. Vợ của Jeroboam đứng dậy đi và đến tiệc xa. Nàng vừa đặt chân trên ngạch cửa nhà thì đứa trẻ đã chết. Người ta chôn nó và cả nhà Israel đều than khóc nó, theo như lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng tôi tới ngài là Ahija, đấng tiên tri mà phán. Mọi công việc khác của Jeroboam làm, tức là sự tranh chiến và cuộc trị vì của người, đều đã chép trong sách sử ký của các vua Israel. Jeroboam trị vì 22 năm. Đoạn người an giấc. Cùng tổ phụ mình và Nadab con trai người kế vị người. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 15. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, rút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và làm tản lạc họ phía bên kia sông cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Câu gốc của chúng ta hôm nay hơi dài nhé. Chúng ta cùng đọc lại câu gốc đã được tô màu. Đức Giê-hô-va sẽ hành hại Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, rút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và làm tản lạc họ phía bên kia sông cái, bởi vì họ đã lấy hình tượng chọc giận Đức Giê-hô-va. Trong phần tìm hiểu, liệt kê sự kiện nguyên nhân bị phạt câu 8 đến câu 9. Câu 8 đến câu 9. Nguyên nhân bị phạt là gì các em? Ta đã đoạt lấy nước khỏi nhà David mà trao cho ngươi, nhưng ngươi không bắt chước David kẻ tôi tớ ta, là người gìn giữ các điều răn ta, hết lòng theo ta, chỉ làm điều thiện tại trước mặt ta. Ngươi đã làm điều ác hơn các kẻ tiền bối ngươi, đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc đặt đặng chọc giận ta và đã chối bỏ ta. Như vậy, nguyên nhân bị hình phạt là ông Jeroboam thờ lại thần tượng, Lời tiên tri về án phạt ở trong câu 10, 11, 14, 16, nhà Jeroboam sẽ như thế nào? Câu 10, 11, 14, 16. Câu 10 là gì? Bởi cơ đó ta sẽ giáng tai họa trên cả nhà Jeroboam. Các nam đinh của nó, bất luận kẻ nô lệ hay là người tự do, ta sẽ diệt hết khỏi Israel và quét sạch nhà nó như người ta quét phân, cho đến chẳng còn sót chi hết. Phàm người nhà của Jeroboam chết tại trong thành đều sẽ bị chó ăn nuốt, còn người nào chết ngoài đồng thì sẽ bị chim trời cắn rỉa ăn đi. Thì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Hình phạt là quá nhiều cho nhà Jeroboam là tất cả những người nam bị chết. Rồi gì nữa? Rồi bị chó ăn thịt. Rồi chim rỉa.
có nghĩa là chết ở trong thành á, thì bị chó ăn thịt, chết ở ngoài đồng á, thì sẽ bị chim nó rỉa lấy thịt của người đó. Rồi con trai chết, con trai mà đang bị bệnh á, thì bị chết luôn. Rất là nhiều những cái hình phạt hình phạt dành cho nhà Jeroboam. Còn dân Israel thì như thế nào? Ở trong câu 14-16, cả nhà Israel than khóc và chôn nó. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va dấy lên một vua, người sẽ tiêu diệt hết nhà Jeroboam. Và để chúng ta xem coi nhà Israel sẽ than khóc chôn nó. Rồi ở trong câu 11, 14, 16, và ứng nghiệm ở trong câu 17, 20. Chúng ta thấy hình phạt của nhà của Đức Chúa Trời ở trên nhà Israel đó, đó là ở trong cái câu gốc này, ở trong câu 15 này. Đức Giê-hô-va sẽ hành hạ Israel như một cây sậy bị nước đưa đi, rút Israel khỏi xứ tốt đẹp này mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ, và làm tản lạc họ. Như vậy là chúng ta thấy rằng họ sẽ bị hành hạ này, rồi bị trút khỏi nè, trút khỏi xứ tốt đẹp nè, làm tản lạc nè. Như vậy chúng ta ghi ra những cái hình phạt mà Chúa dành cho người Israel, đó là họ sẽ bị hành hại, rồi họ sẽ bị trút khỏi xứ tốt đẹp, rồi họ sẽ bị tản lạc. Và cái sự ứng nghiệm ở trong câu 17, câu 20, sự ứng nghiệm trong câu 17, trong câu 20, vợ của Jeroboam đứng dậy đi và đến tiệc xa, nàng vừa đặt chân trên ngạch cửa nhà thì đứa trẻ đã chết. Rồi câu 20, Jeroboam an giấc cùng tổ phụ. Như vậy thì cái sự ứng nghiệm đó là con trai của Jeroboam và ông Jeroboam đó chết, cả hai cha con đều bị chết. Rồi dù Chúa đã dùng nhiều cách để nhắc nhở Israel, nhắc nhở vua Jeroboam, nhưng ông vẫn cứng lòng. Chúa đã dùng nhiều cách, Chúa dùng nhiều cách để nhắc nhở, nhưng ông vẫn cứng lòng thờ lại thần tượng. Vì vậy nhà Jeroboam bị tuyệt diệt, và dân Israel bị lưu đày. Họ bị tuyệt diệt và Israel bị lưu đày. Tuyệt diệt đó là bị tiêu diệt hay là bị giết hết tất cả mọi người, và dân Israel bị lưu đày có nghĩa là bị tản lạc đó, bị những cái nước lân cận đánh họ và đem họ đi ra khỏi quê hương của mình. Nhận biết lời Chúa luôn được ứng nghiệm. Lời Chúa luôn được ứng nghiệm. Lời Chúa luôn được ứng nghiệm. Đây có hình một bạn thiếu nhi cầm quyển Kinh Thánh rất là vui vẻ với lời của Chúa. Thực hành, em làm theo lời Chúa dạy mỗi ngày. Em làm theo lời Chúa dạy mỗi ngày để em
không bị cám dỗ. Thờ thần tượng, không thờ thần tượng. Và nếu như mà bị cám dỗ hay thờ thần tượng thì chắc chắn bị hình phạt. Cho nên mình làm theo lời Chúa, mình không có bị cám dỗ và không có bị hình phạt, không có thờ thần tượng. Trong phần gửi cầu nguyện, xin Chúa giúp em nhận biết những thần tượng trong tấm lòng. Em luôn mời Ngài làm Chúa và chủ cuộc đời em. Lạy Chúa, con xin mời Chúa Giêsu làm Chúa và chủ cuộc đời con. Xin Chúa giúp con nhận biết những thần tượng trong tấm lòng. Con dẹp bỏ con chỉ thờ phượng một mình Chúa. Những thần tượng là gì các em? Không phải là cái tượng hay là cái hình ông thần này ông kia, thần kia mới là thần tượng. Nhưng mà những cái gì mà nó chiếm nhiều thời gian và nó chiếm chỗ của Chúa, đó cũng là thần tượng. Ví dụ như các em chơi game nhiều quá thì cái game nó là thần tượng của các em đó. Hoặc là các em chơi điện thoại nhiều quá thì cái điện thoại nó là thần tượng của các em. Cho nên mình xin Chúa giúp cho mình dẹp bỏ những cái thần tượng đó và chỉ thờ một mình Chúa thôi. Bây giờ chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con xin mời Chúa Giêsu làm Chúa và chủ cuộc đời con. Xin Chúa giúp con nhận biết những thần tượng trong tấm lòng để con dẹp bỏ. Con chỉ thờ phượng một mình Chúa thôi. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn luôn chỉ thờ một mình Chúa mà thôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.